Là một người thích đi du lịch nên mỗi khi đến mấy kỳ nghỉ dài là nhà mình lại phải suy nghĩ xem nên ăn chơi ở đâu. Tuy đi chơi thì có xuống tiền, nhưng mà làm để hưởng thụ chứ làm để tích lũy về già mới tiêu, thì nhỡ may chết sớm thì ai đó lại tiêu hộ mất. Và thế là dịp Tết năm 2022, nhà mình lại rất díu nhau đi chơi ở một địa điểm cực kỳ nổi tiếng Nhật Bản. Nhìn trên đây thì các bạn đều rõ là nhà mình đi đâu rồi đúng không nào? Vâng, nhà mình đi chơi ở tỉnh Ibaraki đó ạ. Mình xin giới thiệu sơ lược chút cho mọi người biết về tỉnh Ibaraki nhé. Ibaraki là một tỉnh thuộc vùng Kanto, Nhật Bản, với thủ phủ là thành phố Mito. Trước đây, tỉnh này được gọi là tỉnh Hitachi, nhưng đến năm 1871 thì được đổi tên thành tỉnh Ibaraki. Ibaraki là quê hương của công ty Hitachi, một trong những tập đoàn công nghiệp lớn và đa quốc gia hàng đầu thế giới. Ngoài sự nổi tiếng về công nghiệp, Ibaraki còn thu hút du khách về cảnh quan đa dạng và các điểm du lịch độc đáo. Chính vì sự nổi tiếng bởi cảnh sắc tuyệt đẹp của công viên Hitachi Seaside Park thuộc tỉnh Ibaraki mà nhà mình đã cất bước tới nơi này đây. Tuy nhiên, có một điều nơi này, khách du lịch thường chỉ đến chơi vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu, những mùa một cảnh sắc cực kỳ đẹp, còn nhà mình thì đi chơi vào mùa đông mới kinh chứ. Và rồi kết quả như mọi người thấy trên ảnh đó, mọi thứ đều khô héo. Thôi, ngắm cảnh thấy đủ rồi, mọi người cùng xem tối đó nhà mình ăn và chơi gì nhá. Ăn chơi thấy đủ rồi, chúng mình lại đi ngắm cảnh tiếp thôi nào. Đây là công viên thuộc thành phố Mito nha các bạn. Mito chủ yếu là một trung tâm thương mại và hành chính khu vực, vì hầu hết ngành công nghiệp ở Ibaraki tập trung quanh các thành phố lân cận như Tsukuba hay là Hitachi.